Ông Putin cảnh báo châu Âu. Tổng thống Nga Putin nói rằng ngành dầu mỏ đang trải qua thay đổi quan trọng, nhưng các lệnh trừng phạt của châu Âu lên Moscow vì vấn đề Ukraine sẽ là sự tự sát kinh tế. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định trong khi châu Âu tìm cách loại bỏ dần nguồn cung cấp năng lượng của Nga, họ sẽ chỉ tự gây tổn hại cho chính mình. Đồng thời, ông kêu gọi giới chức Nga tận dụng những hành động thiếu suy nghĩ của phương Tây để mang lại lợi thế cho nước nhà. Nhận định của Tổng thống Putin được đưa ra trong cuộc họp về vấn đề năng lượng. Ông khẳng định các động thái của châu Âu sẽ khiến họ phải chứng kiến tình trạng giá năng lượng tăng cao hơn và lạm phát lớn hơn. Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2, phương Tây đã đưa ra các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga. Các nước phương Tây thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong các thông báo về biện pháp trừng phạt, nhưng vẫn chưa có các hành động dứt khoát đối với dầu khí và khí đốt của Nga. Tổng thống Putin đang kỳ vọng chuyển hướng cung cấp đến các quốc gia thân thiện khi các nước châu Âu đang tìm cách cắt giảm nguồn năng lượng của Nga. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng những hành động hỗn loạn của châu Âu không chỉ gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ mà còn dẫn đến sự gia tăng nguồn thu từ dầu khí cho Nga. Ông nói rằng những thay đổi trên thị trường dầu mỏ mang tính kiến tạo về bản chất và hoạt động kinh doanh như bình thường theo mô hình cũ dường như khó xảy ra. Trong điều kiện mới, điều quan trọng không chỉ là khai thác dầu mỏ mà còn phải xây dựng toàn bộ chuỗi theo chiều dọc dẫn đến người tiêu dùng cuối cùng. Người đứng đầu Điện Kremlin cho biết chính phủ sẽ giúp các công ty thay đổi mô hình kinh doanh. Ông khẳng định thêm rằng nhà nước sẽ giúp cải thiện hậu cần cũng như quy trình chế biến và đảm bảo thanh toán bằng nội tệ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.